Như vậy có thể thấy là phát triển kinh tế xanh thì không chỉ giúp thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, giúp hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào được những thị trường khó tính mà cũng đang có rất nhiều tác động lên thị trường vốn nữa. Vâng, và sau những cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị COP26, công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu hướng tới nền kinh tế không phát thải, thị trường vốn trong nước cũng đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực. Các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị bền vững ESG được chú trọng nhiều hơn và sẽ có những tiêu chí bắt buộc trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết. Bắt đầu cách đây 10 năm với các yếu tố về môi trường đưa thành tiêu chí bắt buộc khi xem xét đầu tư, sau đó bổ sung thêm yếu tố xã hội và mới nhất là quản trị bền vững. Các khoản đầu tư của công ty quản lý quỹ hiện đang nắm giữ lượng tài sản trị giá 13 tỷ đô la Mỹ này đều xem xét việc đáp ứng ESG của doanh nghiệp như một điều kiện cần. Khi mà tham gia đầu tư trách nhiệm rồi thì chúng tôi phải quản lý tốt các cái rủi ro về mặt ESG. Nếu như các doanh nghiệp nào mà họ không quản lý và không có thực hiện và tuân thủ các vấn đề về mặt ESG mà tốt thì chắc chắn là cái thang điểm của họ sẽ rất là rủi ro rất là cao, và nếu mà như thế thì chúng tôi sẽ không đầu tư. Hơn 3.800 quỹ đầu tư trên thế giới đang huy động được khoảng 121.000 tỷ đô la Mỹ để đầu tư có trách nhiệm vào các tài sản ESG. Khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, đây sẽ là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt đáp ứng các tiêu chí về phát triển bền vững, thu hút dòng đầu tư dài hạn này. Làm thế nào để tiếp cận và thực thi các thông lệ tốt trên thế giới về quản trị biến đổi khí hậu một cách hiệu quả vẫn là thách thức với số đông doanh nghiệp Việt hiện nay. Chọn lựa sản phẩm, chọn lựa cái cách thức đầu tư, nó sẽ góp phần trực tiếp và rất căn cơ trong cái việc mà chúng ta góp phần vào vấn đề bảo vệ môi trường. Và cái điều này nó phải đi từ hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị, ban điều hành đóng vai trò chủ chốt trong việc đưa ra đường hướng, chiến lược và cụ thể hóa bằng hành động để làm sao đưa phát triển bền vững gắn với hoạt động của doanh nghiệp. Bởi họ phải đối mặt với thách thức là làm thế nào để cân bằng lợi nhuận của doanh nghiệp, kỳ vọng của cổ đông và các yêu cầu của cơ quan quản lý. Tại hội thảo tư duy lãnh đạo và thực thi quản trị hiệu quả về biến đổi khí hậu gắn với phát triển bền vững, Deloitte Việt Nam chia sẻ việc áp dụng và cải thiện quản trị công ty một cách hiệu quả gắn với mục tiêu phát triển bền vững là một quá trình dài nhưng cũng cần bắt tay vào hành động. Với các doanh nghiệp niêm yết, lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ năm nay sẽ buộc phải công bố thông tin về phát thải nhà kính cũng như các biện pháp đang thực thi và chiến lược hướng tới phát triển bền vững. Trên quy mô khu vực, từ cuối năm sau, các sở giao dịch chứng khoán ASEAN sẽ đưa ra bộ chuẩn mực báo cáo về các vấn đề môi trường xã hội, giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể dễ dàng đưa ra các đánh giá, so sánh các doanh nghiệp trong khu vực.